Thế giới công nghệ Hoji xin kính chào tất cả các anh em. Hôm nay Thế giới công nghệ Hoji xin hướng dẫn anh em cái cách cài đặt vô cùng đơn giản cho cái bộ router Wi-Fi Xiaomi 4C này. Thì bỏ đi một số cái tính năng nó không cần thiết thì cái bộ router Xiaomi 4C này thực sự nó trở thành một cái bộ router giá rẻ mà cực kỳ chất lượng. Với những cái bộ tải nhiệt ở đằng sau như thế này này, băng tần là 2,4 GHz, thì cái bộ Xiaomi này nó có thể có cái tốc độ kết nối rất là cao, 300 Mbps/giây. Thứ hai đó là cái việc có một cái cổng quad ở đây và hai cổng dây ra ở đây làm cho việc kết nối cực kỳ là thuận lợi, vì trong bán kính khoảng 100 m đổ lại, tức là anh em khi mà sử dụng kéo mạng chủ sang cái modem này thì anh em thực hiện cho mình khoảng tầm 100 m đổ lại thôi, tức là cái khoảng cách là tầm 100 m đổ lại thì cái đảm bảo tín hiệu hơn. Đây là một bộ router wifi có một cái chất lượng rất là tốt và cái điểm phá sóng xuyên tường của nó cũng rất là mạnh. Vì vậy là anh em có thể là sử dụng ở trong một cái phạm vi nó khá là tương đối rộng. Và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách cài đặt vô cùng đơn giản của cái router Xiaomi này nhé. Ok. Mình sẽ hướng dẫn cách đầu tiên, đó là làm một cái router kích sóng wifi. Thì anh em cắm điện vào và nhấn cái nút reset ở đây nhé. Đây có một cái khe nút reset, anh em nhấn vào thì nó sẽ đổi thành cái màu đỏ như thế này. Sau khi đổi lên màu đỏ thì anh em bật điện thoại lên giúp mình. Đầu tiên là anh em sẽ mở điện thoại lên cho mình và search wifi nhé. Thì ở đây có một cái wifi Xiaomi này, nó kèm theo mã hiệu thì anh em sẽ kết nối vào cái wifi này. Đó, nó sẽ kết nối tự động. Ok. Thì wifi này đã kết nối, một là nó sẽ nhảy tự động nhảy lên cửa sổ, hai là anh em sẽ vào cái địa chỉ này, anh em nhập cho mình địa chỉ sau nhé, 192.168.31.1. rồi đó, sau khi kết nối wifi này anh em nhớ giữ và vào đây nhá, anh em bỏ đi cái bên dưới giúp mình nhé. Rồi anh em nhấn vào đây. Đó, thì nó sẽ báo lên như thế này. Báo lên như thế này tức là ở cái chế độ cài đặt bằng dây WAN, tức là một dây WAN cắm vào modem. Sau đó mình sẽ kích sóng Wi-Fi lên. Nhưng ở đây mình đang hướng dẫn anh em cách thứ nhất, đó là trở thành một kích sóng Wi-Fi, thì anh em nhấn đây giúp mình. Nhấn vào cái chữ màu xanh thứ hai này nhé. Đó, sẽ anh em chọn ở đây, Wi-Fi. Đó. Sau đó anh em chọn một cái wifi để kích lên, tức là wifi chủ, thì mình sẽ chọn ở đây này và nhập vào. Kiểm tra lại xem đúng mật khẩu chưa nhé. Rồi ok, sau khi đúng thì anh em nhấn vào đây. Đây là tên và của thiết bị anh em muốn đổi. Ví dụ anh muốn cái tên của thiết bị này nó là như thế nào thì anh em đổi sang cái đó, còn nếu không thì nó sẽ hiện diện mặc định là tên wifi gốc cộng với chữ plus. Ví dụ mình sẽ đổi tên thành ABC ở đây chẳng hạn. BAC. Đó, không nên để dấu cách nhé. Anh em cứ viết liền không dấu. Và mật khẩu wifi ở đây. Đây là mật khẩu wifi anh em thiết lập gồm có 8 ký tự. Thì anh em sẽ lập ví dụ là 1 2 4 5 6 7 8. Rồi ok. Anh em chú ý nhá, mình hướng dẫn anh em thêm một cái thao tác nữa, đó là anh em bỏ cái ký tự ở đây đi giúp mình. Bỏ cái tích ở đây đi. Đó, sau đó anh em nhập 8 cái mật khẩu. Đây là mật khẩu truy cập vào thiết bị khác với mật khẩu wifi này nha anh em. Nếu như anh em bỏ tích cái này đi và nhập một cái mật khẩu đây thì sẽ ngăn chặn được cái việc là khi người khác có cái mật khẩu wifi của mình, người ta vào cái trang 192.168.31.1 này, người ta sẽ đổi được cái mạng, tức là đổi được cái mật khẩu wifi của mình đi, người ta tùy biến được, mình không muốn điều đấy. Thì anh em nhớ cái mật khẩu của thiết bị để đặt giúp mình mấy số cũng được, 8 số thì mình đặt ở đây là 8 số 8. Đó, thì sẽ ngăn chặn được cái việc là khi người ta vào truy cập vào thiết bị là người ta phải có một cái mật khẩu để người ta phải truy cập được. Rồi sau đó anh em nhấn đây thôi. Đó là thiết bị đã cài đặt xong rồi. Cái giao diện đây là một giao diện mới nhé, rất dễ. Rồi sau khi chờ đợi khoảng 30 giây thì thiết bị nó đã được cài đặt xong, thì anh em nhấn vào đây để tìm một cái wifi của nó.
Đây, nó đã hiện lên rồi, còn chính là công nghệ Hoji ABC đây ạ. Mình nhập cái mật khẩu nãy mình đặt là 1 2 3 4 5 6 7 8 vào nhé. Thì nó sẽ trở thành một cái thiết bị kích sóng wifi khi mình chưa cắm mạng dây. Đó, đây mình sẽ test mạng cho anh em thấy luôn này. Đó, nó xem được rồi nha. Ok nha anh em. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách thứ hai, đó là dùng cái dây mạng WAN này để kéo trực tiếp từ mạng chủ lên nhé. Anh em cũng cắm nguồn và nhấn reset giúp mình. Đấy, giữ đợi khi nào cái này chuyển sang màu đỏ là được nhỉ. Sau khi mình nhấn vào nút reset và để chờ khoảng một chút thì cái wifi nó sẽ hiện lên này. Wifi của thiết bị Xiaomi hiện lên, mình cũng nhấn kết nối như cái đối tương tự với cách làm một nhé. Đó, một là nó sẽ yêu cầu nó tự nhảy, nó xác minh, là anh em nhấn vào đây là cài đặt được luôn. Rồi, sau khi anh em kết nối thì anh em sẽ vào cái trang miwifi.com hoặc là trang 192.168.31.1, nó sẽ hiện như này. Anh em thao tác lại giúp mình, nhấn cái xanh ở cuối này. Sau đó nhấn vào đây này, rồi anh em đổi tên wifi nhé. Ví dụ thế. Đó, anh em đổi tên wifi đi, đổi tên mật khẩu này. Anh em bỏ tích này đi để mình bảo mật tốt hơn. Tùy anh em đặt là gì cũng được, nhưng sau anh em phải nhớ nhá, để tránh cái tình trạng mình phải đi reset lại. Rồi. Nhấn và chờ đợi thôi. Rồi ok anh em. Đó, đã cài đặt thành công rồi. Bây giờ mình sẽ kết nối lại cho anh em thấy nhé. Mình sử dụng cái mạng WAN này rất là nhanh như thế. Anh em chỉ khác nhau cái là khi mình sử dụng, nếu như là router thì mình sẽ chọn cái là wifi. Còn nếu mà sử dụng dây năng mình sẽ chọn cái DHCP như thế như mình đã chọn nhé. Đây, DHCP. Còn nếu mà anh em sử dụng là kích thì anh em nhấn wifi. Rồi sử dụng nối từ mạng dây ra nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ thử kết nối lại xem được chưa. Đợi nó reset một chút anh em ạ. Đây, nó đã hiện lên rồi. Xiaomi 1111 đây rồi. Nhập mật khẩu vào. Ok. Rồi YouTube. Ok, rồi trên đây mình đã hướng dẫn anh em hai cái cách cài đặt cho cái router Xiaomi này, là cài đặt như một bộ kích sóng wifi và cài đặt cắm dây WAN vào đây, thì anh em đã trở thành một bộ phát modem wifi. Cảm ơn anh em đã xem nhé. Mọi chi tiết và cần hỏi thêm thông tin gì anh em cứ comment ở bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp cho bên mình, để mình sẽ giải đáp tất cả các cái vướng mắc của anh em khi mà sử dụng sản phẩm này. Cảm ơn anh em, xin chào.